thực sự nhìn cảm giác của Thái Ngân là Thái Ngân rất buồn, có đúng không? Ủa, em nghĩ là cái việc tháo mặt nạ ai cũng phải buồn chứ đâu có ai muốn mình phải dừng lại sớm như vậy. Không, nhưng mà cái buồn của em nó một cái buồn nó khác với những người khác lắm. Cái buồn lúc đó hả? Em nó vừa cam tâm, không cam tâm mà nó vừa cam chịu. Không cam tâm là tại vì mình cảm thấy là mình còn nhiều cái quá, mình còn nhiều cái khía cạnh và nhiều cái gọi là rất mình giống như một khối Rubik gì đó chưa kịp xoay nữa, mới xoay có một vòng mà chưa kịp giải cái bài toán là mình đã phải người ta quăng cục Rubik, là mình quăng người ta quăng mình ra đường rồi, kiểu như vậy, cảm giác mình như vậy. Còn cam chịu là thôi, luật của chương trình mình theo cuộc chơi mình phải chịu thôi chứ bây giờ sao vậy, thì nó pha hỗn hợp như vậy đó, cho nên là khi mà chị nhìn vào là chị thấy như vậy cũng cũng đúng. Nhưng mà bữa đó hình như là Ngân có nói ở trong show là như là người ta không nhận ra giọng của Ngân hả? Dạ, em cái đó là em chỉ bẻ sơ thôi, nghĩa là mình hát dày hơn, mình cái cách của mình hát dày hơn thôi. Thì em thấy đa số mọi người cũng đã không biết rồi. Lúc đó thì kiểu mọi người cũng mông lung thôi, mọi người cũng không có rõ lắm. Nhưng mà nếu mà lúc đó mà em bẻ tùm lum nữa thì em cũng không sẽ không biết là mọi người sẽ đi về đâu. Tại vì em tưởng tượng nếu mà cái vòng đầu thì mình nên giữ lại cái gì đó của mình tí xíu để làm cái hint, như là mình đang suy nghĩ mình tính cái bước đường của mình đi một khá dài. Ủa em hình rồi người ta nhận ra rồi. Không hên mà hint nhẹ thôi đó, nhưng mà kiểu khán giả thì mọi người biết, những người ai thật sự thân với em nghe thì sẽ biết rõ, mà những người không nghe nhạc nhiều thì người ta sẽ rất khó. Chứng là mọi người vẫn vẫn có một cái luồng rất khác nhau, là ở đây đâu phải là Ngân đâu, rất là nhiều cái. Nếu như mà em cảm giác nếu như mà có thêm nhiều cơ hội nữa thì chắc chắn là mọi người cũng sẽ khá là bất ngờ với cái việc mà em sẽ biến hóa trong giọng hát của mình, nhưng mà nó là quá khứ rồi.